Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và ba cặp người tình âm nhạc khó ai thay thế. Mời các bạn đón xem. Cặp thứ nhất, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh. Đồng điệu với nhau vì có giọng hát trời phú và niềm đam mê ca hát cháy bỏng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh còn có nhiều điểm chung khác ngoài cuộc sống như cùng tuổi, cùng là con lai, nên với họ dễ dàng đồng cảm cho nhau. Sau này khi nổi tiếng, Phi Nhung được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa vì tần suất phủ sóng dày đặc trên thị trường âm nhạc, còn Mạnh Quỳnh cũng được khán giả yêu mến không kém. Cặp đôi khi kết hợp với nhau được xem là hiện tượng hát đôi của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero qua các ca khúc như Dù Anh Nghèo, Dầu Tím Tiệp Hồng, Hai Đứa Nghèo. Bởi kết hợp với nhau quá ăn ý và quá tình cảm nên cho tới giờ, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh vẫn là một cặp tình nhân mà nếu như tách riêng, mỗi người đều không thể tìm thấy ai thay thế đối phương trong âm nhạc. Cặp thứ hai, Đan Trường, Cẩm Ly. Cặp đôi kết duyên với nhau với các khúc Nếu Phôi Pha Ngày Mai đã mang lại nhiều điều bất ngờ cho khán giả. Sau khi nổi lên nhờ sự ăn ý trên sân khấu, họ tiếp tục đốn tim giới trẻ 80, 90 thời đó với hàng loạt hit như Mưa Buồn, Trở Về Phố Cũ, Ảo Mộng Tình Yêu, Tuyết Hồng, Khung Trời Ngày Xưa. Sự kết hợp của họ trong những MV ca nhạc trên sân khấu ăn ý đến mức có không ít tin đồn họ có tình cảm với nhau. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai đều có con đường riêng nên ít xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Mỗi lần gặp nhau tại các chương trình, họ đều thể hiện tình cảm trân trọng dành cho nhau. Cặp đôi là thanh xuân của không ít thế hệ. Cặp thứ ba, Quang Dũng, Thanh Thảo. Là cặp đôi duy nhất không chỉ là người tình âm nhạc của nhau mà họ cũng từng có thời gian hẹn hò. Bản song ca ngọt ngào vị ngọt đôi môi được xem là mốc son trong sự nghiệp của cả hai. Trước cặp đôi, đã có không ít nghệ sĩ từng hát nhưng khi Quang Dũng, Thanh Thảo kết hợp đã mang ca khúc phổ biến hơn với công chúng. Hiện tại, Thanh Thảo đã có cuộc sống mới tại Mỹ còn Quang Dũng hoạt động trong nước. Tuy nhiên, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cặp thứ tư, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm. Đàm Vĩnh Hưng từng có không ít người tình âm nhạc như Hồng Ngọc, Lệ Quyên. Nhưng phải nói rằng, dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp song ca của anh đó chính là việc kết hợp cùng Mỹ Tâm. Cặp đôi từng gây sốt với ca khúc Đêm Thánh vô cùng đầy xúc động hay Người Tình Ơi Mơ Gì với những gam màu lãng mạn, hạnh phúc. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn cho biết, anh yêu thầm Mỹ Tâm nên những bản song ca cùng cô luôn ngọt ngào và chứa chan tình cảm. Họ từng có thời gian như hình với bóng trên các sân khấu lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau này mỗi người đều có định hướng âm nhạc riêng nên ít gặp gỡ. Dù vậy, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Có lần Mỹ Tâm ra mắt album mới, Đàm Vĩnh Hưng đã đến mua số lượng lớn để ủng hộ người bạn song ca ăn ý này. Cảm ơn bạn đã xem hết video, đăng ký kênh để nhận nhiều clip hay và mới nhất từ Top Hot Channel.